ABC mang đến sự tốt lành. Khi tiết trời se lạnh tràn về khắp mọi nơi là Tết cổ truyền đã chạm ngõ từng nhà. Ước vọng một mùa mía ngọt ở năm tới, nhiều nông dân ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đều tranh thủ xuống giống trước khi xuân về. Thế mới có việc cho cô gái này làm thuê những ngày cuối năm. Em là Phan Thị Bích Như, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Phương Phú. Làn da ngăm đen toát lên vẻ rắn sỏi. Đôi tay làm nên điểm 9 điểm 10 trên lớp cũng thạo việc làm thuê. Cốt là để có cái Tết no đầy. Đối với trường hợp của gia đình em Như thì gia đình là dạng hộ nghèo, nhưng mà cha mẹ của em thì cũng là cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, nhưng do làm ăn là không có đất sản xuất. Rồi thứ nhất, thứ hai là do mẹ của em thì cũng thường xuyên ốm đau, chính vì vậy thì ảnh hưởng đến sức lao động. Thì chính vậy thì đối với trường hợp của gia đình em Như thì hoàn cảnh nó khó khăn là như thế. Lớp 7, em đã tập quen vừa làm mướn vừa cơm nước trong em giữ nhà. Sắc chốc cũng già hơn cái tuổi 13 với những công việc mưu sinh lo toan chất giả đầu đời. Tích Như là học sinh khá giỏi với điểm trung bình hàng năm không dưới 7 chấm. Những buổi ôn bài được tranh thủ trong giờ nghỉ trưa đã trở thành nếp đối với Bích Như để em duy trì thành tích của mình. Học ở điểm lẻ của trường Trung học cơ sở Phương Phú, môi trường và cơ hội trao dồi kiến thức, kỹ năng đều không có, nên Như phải tự thân tìm tòi học tập. Hành trình 7 năm viết tròn con chữ trên trang vở trắng, những tấm giấy khen này đã ghi lại nỗ lực của cô học trò nghèo. Trong đó nổi bật nhất là nỗ lực khẳng định bản thân luôn học tốt trong mọi hoàn cảnh, kể cả khó nghèo. Mấy năm trước, cha mẹ có mướn đất trồng gừng. Nhưng mà tại vì năm đó gừng nó không có giá, ký có 3.000. Cho nên mẹ cha lỗ quá. Rồi nên cha phải đi làm trên thành phố. Mẹ làm từ sáng tới tối. Em thấy mẹ rất là cực khổ. Em dọn dẹp nhà giúp mẹ và thời gian rảnh thì đi lục lá mía để phụ mẹ và chặt hơm mía để cho người ta trồng. Vừa trường em vừa đi học bài. Vừa giữ em vừa học bài, làm sao mà mình tiếp thu được kiến thức từ bài vở như? Mình cố gắng, mình chăm chỉ học là sẽ làm được. Em tự tìm tòi, soạn bài trước, làm bài tập đầy đủ. Và khi lên trường, nghe thầy cô giảng là em hiểu vì thời gian giữ em là ít có làm công chuyện nên em lấy bài ra học. Học xong rồi làm công chuyện, rồi tối ôm lại nữa là xong. Học lực của mình đạt được học sinh khá giỏi, đó là do mình tự tìm hiểu và khám phá bài. Với cái thành tích khá giỏi với gia đình và với em là rất là vui. Học ở điểm lẻ mình đạt được học sinh khá giỏi là một kỳ tích. Mình cố giữ vững được những thành tích đó để cho cha mẹ vui, không phụ lòng của cha mẹ đã đi làm cực khổ để cho em ăn học. Dân xứ này dù đã chuyển sang trồng cây có múi nhưng vẫn còn lắm hộ bám giữ cây mía, nên cũng tạo ra công ăn việc làm cho những gia đình xa cơ thất thế. Sau lần trồng gừng thất bại, gia đình Bích Như khánh kiệt vì phải ôm một số nợ 15 triệu đồng chưa biết bao giờ sẽ trả dứt. Cả nhà nuốt ngược nước mắt trở lại nghề làm thuê làm mướn. Chồng đi phụ hồ ở tận thành phố Hồ Chí Minh.
còn chị Kim Ngân ở nhà một gánh hai con với nghề đào học trồng mía. Cái nghề cứ tưởng chỉ dành cho đàn ông sức dài vai rộng. Làm mướn trên diện tích 10 công đất, một thân một mình giữa đồng vắng. Ngoài sự gắng sức chịu đựng thì người đàn bà này còn có cả sự gan lì mạnh mẽ để chống đỡ với những nguy hiểm đang rình rập bên mình. Giấc sáng 6 giờ mình đi làm thì được 1 giờ mình về, chứ 7 giờ thì 2 giờ mình về. Đi làm như vậy là thời gian đó người ta trả thì mình là một ngày bằng 120, cái đó là về, còn phần tiện đó mình về mình chi tiêu trang trải trong nhà cho con cái đi học. Nhưng mà bé thì nghèo, em không có khả năng lo cho nó nên thấy đi ra thấy cũng thua sút chứ không được bằng con người ta. Bé học giỏi, thầy cô thương mến. Đó là cũng là một phần an ủi cho em. Em rất mừng vì con mình được học giỏi, không phụ lòng mình bỏ công mình đi làm thuê. Đi làm ở đây thì mình chỉ đi làm cho tròn công việc của mình, xong rồi mình về nhà, mình hướng về nhà, mình chăm sóc cho con. Mình giữ cho bé nhỏ, cho con gái mình đi học, đừng thua sút với bạn bè. Nỗi niềm về sự thiếu thốn trong gia đình và nhìn các con nheo nhóc làm chị se thắt lòng mình. Chính điều đó thôi thúc chị không được để mình nhàn rỗi. Mặt gió bấc thổi nhẹ nhẹ, đưa cái cảm giác se lạnh khó thở vào người, nhưng chị vẫn dang lưng giữa đồng để làm cho xong việc. Bao nhiêu mệt mỏi đều biến thành lửa để nung thêm lòng kiên nhẫn bền bỉ, chịu thương chịu khó trong lòng người mẹ, người vợ này. Một ngày mới lại bắt đầu trên vùng đất phèn. Người có đất tất bật chuẩn bị mía hôm, người không đất hăng hái làm thuê vì không còn lựa chọn nào khác. Ngày qua ngày với công việc quen thuộc, như đóng góp một phần công sức vào hành trình mưu sinh của gia đình. Tuổi thơ làm bạn với nắng và sự chi chít của lông mía bám khắp người, nhưng rồi cũng chẳng thấm vào đâu khi sức người và tinh thần đã chiến thắng được cái khó. Không ai trả lời được câu hỏi còn bao lâu nữa chị Ngân mới thôi cái cảnh làm thuê. Nhưng tương lai tươi sáng của Bích Như là điều có thể thực hiện ở phía trước bằng con đường học vấn. Nên chị càng làm nhiều hơn nữa để lo cho con đến trường. Sự học và tính giỏi giang nảy mầm trên vùng đất khó bao giờ cũng mang đến giá trị đáng trân quý. Mặc dù em không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp Như, nhưng mà em phụ trách môn Anh văn, cũng quan sát em rất là nhiều, theo dõi em thì thấy cái sự nỗ lực của em trong học tập rất là nhiều. Em vẫn là đảm bảo là việc đến học, đến lớp đúng giờ nè, soạn bài và luôn chuẩn bị những cái gì mà thầy cô yêu cầu khi đến lớp. Trang vở trắng lại được mở ra trên lớp để đón nhận điểm 10. Cô học trò nhỏ càng thỏa sức đam mê chuyên tâm việc học. Niềm vui cũng được đặt trọn vẹn ở không gian này, vì trải qua những giờ lao động thì bản thân được học kiến thức mới. Kiến thức mà chỉ có sự kiên nhẫn mới có thể học và phát huy được. Một ngày của Bích Như khép lại với đủ màu sắc, nhưng tụ chung là mang hơi thở, sức sống của một đứa trẻ vùng sâu biết vươn lên để thực hiện ước mơ học tập thành tài. Quý thầy cô và các em học sinh thân mến, là một học sinh ở điểm lẻ thì điều kiện cơ sở vật chất sẽ không bằng ở điểm chính. Tuy nhiên, vượt qua được những khó khăn đó như luôn duy trì được thành tích học tập của mình, và điều đó xứng đáng để chúng tôi đến đây trao cho em một suất học bổng. Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời ông Bùi Thanh Cường, giám đốc chi nhánh công ty ADC tại tỉnh Hậu Giang, lên trao cho Như một suất học bổng trị giá 9.999.000 đồng. Yeah.
Đại diện công ty ADC trao cho em sức học bổng. Với sức học bổng này mong rằng giúp em vượt qua được hoàn cảnh khó khăn trước mắt và tiếp tục trên con đường học tập phía trước. Bên cạnh suất học bổng chính, Bích Như còn nhận được một chiếc xe đạp 50 kg gạo, một phần tập và một phần quà. Quý thầy cô và các em học sinh thân mến, khi đến trước mỗi điểm trường thì học bổng ADC mang đến sự tốt lành đều dành tặng 5 suất học bổng, mỗi suất một chiếc xe đạp trị giá 1.500.000 đồng do nhãn hàng gạo đen Trường Thọ của công ty ADC tài trợ và 100 quyển tập dành cho các em học sinh vượt khó học tốt của trường trung học cơ sở Phương Phú. Ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời thầy Quỳnh Quang Vũ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phương Phú sẽ lên trao 5 chiếc xe đạp này. Cô và các em học sinh, qua một buổi trao học bổng thì Bích Dư và các bạn học sinh của trường trung học cơ sở Phương Phú đã nhận được nhiều phần quà. Và khi trao cho em những phần quà này, chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ cố gắng vươn lên, giữ vững thành tích học tập. Và đó chính là lý do để cho trường Đình Hậu Giang vươn xa hơn nữa, trao cho các em những phần quà, những suất học bổng thật là ý nghĩa. Và đến đây, học bổng ADC mang đến sự tốt lành được thực hiện tại trường trung học cơ sở Phương Phú tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả, các em học sinh đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau, được phát sóng định kỳ vào lúc 18:15 thứ tư hàng tuần trên sóng truyền hình Hậu Giang.